Kính chào quý anh chị, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị con Creta tiêu chuẩn màu xanh nha. Đang có tại đại lý Hyundai Tây Đô mình. Hiện tại thì mẫu Creta tiêu chuẩn này vẫn còn là xe nhập khẩu anh chị, chưa có chuyển qua lắp ráp. Và trong thời gian tới thì mẫu Creta này sẽ chuyển qua là ráp ha. Hiện tại nó vẫn là mẫu xe nhập khẩu chính thức từ Indonesia. Và trong tháng 5 này hiện tại bên mình cũng có khuyến mãi dành cho mẫu Creta này. Thì đây chương trình khuyến mãi anh chị có thể tham khảo thêm ha. Thì đối với mẫu Creta này anh chị thì nó sẽ có thể là khuyến mãi ngân hàng giảm lãi suất cho mình, hoặc là khuyến mãi về trước bạ ha. Cái này thì để em gửi cái báo giá đến cho quý anh chị ha. Anh chị mình ở tỉnh nào thì liên hệ với em. Số điện thoại sẽ để phía dưới góc màn hình nè, để cho anh chị mình có thể dễ dàng mà mình nhìn thấy cái thông tin của em. Để anh chị quan tâm thì gửi cho em cái thông tin để em gửi cái báo giá cũng như là lăn bánh và trả góp đến tại huyện của anh chị luôn. Bao gồm cả chi phí lăn bánh này, chi phí ra biển số này, rồi hay là về vấn đề về ngân hàng thì em sẽ tư vấn thêm cho mình ha. Thì đối với về giá thì mẫu Hyundai Creta này hiện tại đối với con tiêu chuẩn ha là 640 triệu anh chị. Còn khuyến mãi về tiền mặt và phụ kiện thì anh chị xem trên màn hình giúp em. Rồi, đây là cái mức giá lăn bánh mà nếu như anh chị mua tiền mặt ha. Thì con này thì nó cũng rơi tầm khoảng hơn 600 một tí. Còn trường hợp anh chị mua trả góp thì em sẽ tính cho mình hàng mức vay đó tầm khoảng là trả trước khoảng 15% giá trị xe ha. Thường là tầm khoảng tối đa là anh chị trả trước khoảng 15%. Tuy nhiên cũng có những trường hợp là điều chuyển khách hàng vay thì chưa có đảm bảo, thành ra là chỉ vay ở mức khoảng 80% thôi, mình sẽ trả trước 20% còn lại. Thì đối với con Creta này thì phần trả trước 15% thì anh chị xem trên màn hình giúp em ha. Rồi đối với một vài thông tin về xe thì sẵn video này em cũng sẽ giới thiệu đến quý anh chị ha. Đây là mẫu xe 5 chỗ gầm cao anh chị, và khoảng sáng gầm của con Creta này thì lên đến 200mm ha. Rất là cao anh chị. Đặc biệt là nếu với những khách hàng ở các tỉnh mà có hay ngập rồi, như là trong nội thành phố Cần Thơ đây cũng hay ngập, thì mua con Creta này đi những đường ngập thì rất là ok, khỏi sợ ngập hay là chết máy gì cả. Nếu như mà đi cái đoạn đường ở Cách Mạng Tháng 8 hay là ở bên Nguyễn Văn Cừ chẳng hạn, Nguyễn Văn Cừ của Ninh Kiều. Đối với con Creta này thì nó sẽ trang bị cho mình động cơ 1.5 lít ha anh chị, đi kèm với đó là hộp số CVT, hộp số vô cấp ha. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì con này nó tầm khoảng 6 lít cho 100 cây ha anh chị. Đối với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ trang bị cho mình là đèn halogen ha. Trên này nó sẽ có đèn định vị nè. Và một điểm rất là thú vị trên mẫu Hyundai Creta này chính là nó sẽ được trang bị cái đèn ở từ xa ha anh chị. Đây, nút hon đây ha. Phần bình mâm dành cho mẫu Hyundai Creta thì nó sẽ được trang bị đối với bản tiêu chuẩn vẫn là mâm 17 inch. Tuy nhiên anh chị, cái mâm này thì nó sẽ là sơn cùng màu ha. Còn nếu như anh chị lấy cái bản cao hơn là phiên bản đặc biệt hay là cao cấp thì nó sẽ là dạng mâm phay. Thiết kế bên hông của con Creta thì nhìn rất là trẻ anh chị, trẻ thể thao, với những cái phần đường nét hình màu bạc ở đây nè anh chị. Tăng thêm cái sự thể thao cho xe của mình. Và cái phần nóc anh chị nhìn thấy ha, nó vuông, nó phẳng như thế này, cũng góp phần làm cho cái xe mình trở nên cứng cáp hơn. Đối với mẫu Creta này thì hiện tại trong phân khúc thì cũng có khá là nhiều cạnh tranh anh chị. Tuy nhiên Creta thì cũng được quý khách hàng rất là tin tưởng và lựa chọn. Thì mẫu Creta này cũng thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy ha. Mẫu xe này khi anh chị mua thì sẽ được bảo hành cho mình là 5 năm nha, hoặc là 100.000 cây tùy điều kiện nào đến trước anh chị. Về phần đuôi xe thì mẫu Creta này nó sẽ được trang bị cho mình là các chi tiết như là camera lùi, cảm biến lùi nè, và cái chữ Creta ở vào phía sau. Cốp con này sẽ là dạng cốp cơ ha, cốp cơ thôi anh chị. Đại lý em thì cũng có độ luôn, anh chị muốn lên cốp điện thì bên em cũng có độ cốp cho anh chị luôn. Cái này là khi em mở cái không gian cốp bên trong lên thì anh em thấy là ở bên trong thì nó khá là rộng chị. Với cái thằng miếng trắng ở đây cũng khá là cứng cáp ha, anh chị có thể để đồ thoải mái. Và cái hàng ghế thứ hai này anh chị có thể tựa xuống được ha, gập xuống được đây. Đây cái nút gập, anh chị chỉ cần hạ xuống thôi. Kiểu này thì nó sẽ là dạng 64 ha anh chị, để cho mình có thể hạ ghế xuống, và tăng thêm cái không gian mình để đồ nếu như mà cái hàng hóa của mình nó hơi kình càng một tí. Đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu anh chị, nếu như mình đi trong cái đường hỗn hợp thì nó tầm khoảng là 6,1 lít cho 100 cây ha. Còn cái này là ngoài đô thị thì nó khoảng 5,2 lít cho 100 cây. Dù là phiên bản thì Creta tiêu chuẩn nó vẫn được trang bị cho mình là ghế da ha anh chị, ghế da và sẽ có cửa gió hàng ghế thứ hai. Đây anh chị, ở đây thì tụi em có làm thêm nữa là cho mình là cái ổ cắm USB ha, để cho anh chị có thể muốn xài smartphone mà hết pin thì mình sạc nó rất là tiện luôn. Chất liệu sẽ là ghế da ha anh chị, ghế da. Về không gian ngồi ở bên trong hàng ghế thứ hai thì cái phần khoảng cách chân như thế này rất là rộng anh chị, rộng và cũng như là khoảng sáng với phần trần xe của mình thì cũng khá là tương đối. Anh chị cao mà tầm khoảng 1m8 đổ lại thì ngồi rất là thoải mái anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong khoang người lái ha. Đối với mẫu Creta tiêu chuẩn thì nó vẫn được trang bị cho anh chị là màn hình AVM dẫn đường của nhà máy ha, màn hình. Bản đồ này là xài của nhà máy luôn ha anh chị, miễn phí. Nó sẽ có cảnh báo tốc độ cho mình luôn nè, toàn bộ là bằng tiếng Việt hết. Và nó sẽ có dẫn đường cho mình luôn từ một điểm từ điểm hiện tại đến địa điểm mà anh chị mong muốn. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các đại lý Hyundai 3S gần nhất nữa để cho anh chị mình có thể là đến để bảo dưỡng kiểm tra xe rồi nha, rất là nhiều anh chị. Đối với mẫu Creta này thì anh chị có thể có các dạng kết nối như là kết nối thông qua Apple CarPlay hoặc là Android Auto ha. Ngoài ra thì kết nối không dây như là dạng Bluetooth nè. Mình có thể kết nối để nghe nhạc nó rất là dễ dàng. Vô lăng sẽ là vô lăng bọc da ha anh chị, và nó sẽ có một cái tính năng là đèn pha tự động cho mình ha, bố trí ở đây. Đèn sương mù thì sẽ được bố trí dưới này anh chị. Đối với hệ thống làm lạnh thì con này sẽ được trang bị cho mình điều hòa chỉnh cơ thôi anh chị, cơ có nút start engine ở đây. Ở dưới đây thì em có bố trí cái ổ cắm một USB nè, một ổ cắm sạc và một ổ cắm 12V nè, để dành cho anh chị sạc như các thiết bị như là máy áp suất lớp nè, máy bơm lớp hoặc là anh chị có thể camera hành trình chẳng hạn. Cần số nó sẽ là dạng lẫy số thẳng ha. Và một điểm rất là được khách hàng quan tâm là cái phần phanh tay điện tử. Thì đối với con Creta tiêu chuẩn này sẽ được trang bị là phanh tay điện tử ha anh chị, kết hợp với đó là auto hold. Ở đây thì có những cái họa tiết đèn nền nè, màu xanh ngay chỗ cái phần cốc nước, tạo thêm một cái điểm nhấn cho xe của mình nha. Mình đang mở hệ thống đèn của con Creta tiêu chuẩn lên để cho anh chị mình có thể thêm xem ha. Phần đèn sau thì nó thiết kế thì rất là lạ anh chị, rất là lạ, với cái phần đường dải này là dạng halogen ha. Xe sẽ được trang bị là cái đèn báo rẽ trên gương nè. Đèn chiếu sáng của nó sẽ là dạng halogen ha, đèn định vị thì như thế này. Hiện tại thì em đang còn một con màu xanh ha anh chị, màu xanh. Anh chị quan tâm các màu khác thì alo với em, tụi em cũng đang có sẵn màu trắng hay là màu đỏ, màu đen ha. Màu xanh thì chỉ có một con thôi. Anh chị mình muốn lái thử cảm nhận xe này thì đại lý em cũng có xe lái thử luôn, để có thể phục vụ với anh chị một cách tốt nhất nha. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết phần video này của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.